chiều ngày 11 tháng 7, Trung tâm Y tế thành phố tổ chức kỷ niệm 31 năm Ngày Dân số Thế giới, 11 tháng 7 năm 1987, 11 tháng 7 năm 2018 và sơ kết công tác dân số 6 tháng đầu năm 2018. Năm 2018, Ngày Dân số Thế giới có chủ đề Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững. Thiết thực kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới, Trung tâm Y tế thành phố sẽ tập trung tuyên truyền phổ biến rộng rãi ý nghĩa của chủ đề trên, cũng như các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, định hướng công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, tuyên truyền giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình để nâng cao chất lượng cuộc sống. Đánh giá công tác dân số trên địa bàn 6 tháng đầu năm, Uông Bí đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu. Trung tâm Y tế thành phố đã tổ chức 11 hội nghị tuyên truyền dân số tập trung và 123 hội nghị tuyên truyền nhóm nhỏ ở các khu dân cư, thu hút gần 2.000 người tham gia. Công tác thu thập, cập nhật thông tin dữ liệu, triển khai các mô hình dân số kế hoạch hóa gia đình được quan tâm triển khai. Trong 6 tháng cuối năm 2018, Trung tâm Y tế thành phố sẽ tiếp tục kiện toàn về tổ chức, xây dựng hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của phòng dân số thuộc trung tâm, thường xuyên đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, tiếp tục duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ và tuyên truyền nhóm nhỏ tại các thôn khu dân cư.